Trung Quốc mới đây đã cộng tác với nghệ sĩ người Mỹ Charlie Puth trong ca khúc Left and Right. Không hổ danh là sự kết hợp của hai ca sĩ tài năng, ca khúc đã phá nhiều kỷ lục và xếp hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thành tích này có được là nhờ độ nổi tiếng của riêng Charlie Puth. Cụ thể, mới đây một tài khoản Twitter đã cập nhật tình hình ca khúc trên Billboard Hot 100, cho thấy bài hát Left and Right vẫn hoạt động vô cùng ấn tượng dù đã phát hành hơn một tháng. Phía dưới bài đăng nhận nhiều bình luận khen ngợi, song không phải ý kiến nào cũng tử tế. Một người dùng đã viết, thu gánh còng lưng, ẩn ý Trung Quốc không đóng góp gì cho ca khúc mà chỉ bú phèm. Tuy chỉ là một bình luận vu vơ, song Charlie Puth đã nhìn thấy đáp lại Puth viết, nỗ lực của cả nhóm. Netizen hết lời ca ngợi hành động của Puth. Bạn có thể thấy Charlie quan tâm tới Trung Quốc thế nào qua chuyện này. Thật là trò hề khi nói Trung Quốc không có tác động. Người này chắc cũng 5-7 năm nay chưa lên mạng rồi. Hai anh yêu nhau trong MV và bảo vệ nhau thế này ngoài đời. Xin hãy có thêm cộng tác. Trung Quốc sinh năm 1997 là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc đình đám châu Á BTS. Nam idol gắn liền với biệt danh Golden Magnet, em út và nổi tiếng nhất K-pop thế hệ Gen 3 với nhiều kỹ năng vượt trội. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài điển trai, thân hình xấu múi chuẩn soái ca, cùng giọng hát nội lực và vũ đạo đáng gờm khi trình diễn trên sân khấu. Dù chưa từng chính thức công khai hẹn hò với ai, tuy nhiên từ trước đến nay, em út BTS đã vướng phải không ít tin đồn tình cảm với nhiều nữ idol K-pop khác như IU, Lisa, Rose, Blackpink, Yeri, Red Velvet, Tui, Twice, Tio, Twice, Sana, Twice. Trong mắt các anh cùng nhóm, Trung Quốc ngây thơ, ngoan ngoãn và là người giàu tình cảm. Trưởng nhóm RM từng chia sẻ trong show Star Show 360 rằng, cậu em út của chúng tôi không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mỗi khi tôi hỏi Trung Quốc có gặp khó khăn gì hay không, thì em ấy đều trả lời không ạ. Dù có khó khăn gì, song Trung Quốc luôn âm thầm chịu đựng, tự mình cố gắng vượt qua để không trở thành gánh nặng cho các anh trong nhóm. Bởi cậu biết các anh mình cũng phải đối mặt với nhiều gian khổ trên con đường tìm kiếm thành công. Khi các thành viên BTS có cơ hội ngồi lại bên nhau và ôn lại những khoảng thời gian khó khăn đã qua, Trung Quốc đã không cầm được nước mắt khi thấy các anh trong nhóm khóc. RM tiết lộ rằng đó là lần đầu tiên anh thấy cậu út khóc. Trung Quốc nói rằng, với em thì lịch trình hoạt động khắc nghiệt cũng chẳng là gì, nhưng phải chứng kiến các anh ấy khổ tâm khiến em rất đau lòng, nhất là khi em lại chẳng giúp được gì cho các anh. Có lần BTS và ekip muốn tặng một món quà sinh nhật đáng nhớ cho Trung Quốc, nên tất cả mọi người đã lập mưu lừa cậu út một vố. Như thường lệ, Trung Quốc đã hoàn thành tốt những yêu cầu do ekip đưa ra, nhưng tất cả mọi người bất ngờ xúm lại phê bình cậu út vì đã đứng sai vị trí. Tất nhiên, đây chỉ là một màn kịch do ekip dàn dựng lên để giúp Trung Quốc có một sinh nhật khó quên. Trung Quốc dù biết mình làm đúng nhưng vẫn chấp nhận mọi ý kiến chỉ trích từ các anh, đạo diễn và quay phim. Cậu út cúi gặp mặt liên tục nói lời xin lỗi. Qua đó có thể thấy anh chàng vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn. Bên cạnh đó, Trung Quốc nhiều lần gây bão cộng đồng mạng bằng những hành động tốt đẹp. Khi thì anh chàng được ca ngợi là idol hiếm hoi ở lại nhặt rác sau chương trình Idol Star Olympic Championships. Lúc khác, nam ca sĩ lại được tán dương vì tích cực giúp đỡ các nhân viên nhà đài trong quá trình tác nghiệp tại Mama. Ngoài ra, nam ca sĩ được khen có tài ăn nói, anh luôn được ngợi khen về khả năng hoạt khẩu và khả năng truyền cảm hứng. Dưới đây là những câu nói hay và ý nghĩa của Trung Quốc giúp khán giả như được tiếp thêm sức mạnh khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. 1. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, điều quan trọng là rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc. 2. Bạn nên xây dựng mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Tôi thật sự rất buồn khi một số người không có cơ hội xây dựng ước mơ của riêng mình vì áp lực từ bên ngoài. 3. Đừng làm bất cứ điều gì bạn không thích làm, hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn. 4. Nỗ lực tạo nên bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận nếu không cố gắng hết sức ngay bây giờ. Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục bắt tay vào thực hiện và cố gắng nhé. 5. Nếu không có sự tức giận hay buồn bã, bạn sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. 6. Tôi không thể chỉ nói vui lên dù có chuyện gì đi nữa, nhưng giữa khó khăn đó, hãy cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. 7. Con người ta khi yêu thì tấm lòng thỏa hiệp và thấu hiểu nhau là quan trọng nhất. 8. Chúng ta nên cố gắng tôn trọng và hiểu nhau, chúng ta cần phải quan tâm đến người khác. Có như vậy chúng ta mới hiểu nhau và gần nhau, hòa làm một. 9. Mong muốn của tôi là bạn có thể bước tiếp khỏi những mối quan hệ không bình đẳng, bạn xứng đáng được yêu thương. 10. Đối với những bạn đang đi làm, dù có bực bội khó khăn đến đâu, tôi cũng mong các bạn có thể vượt qua và trở thành một người mạnh mẽ hơn nữa. 11. Khi những kẻ ngoài kia đang tiệc tùng, tôi từ bỏ những giấc ngủ cho ước mơ của mình. 12. Tôi vẫn tò mò về những người ở độ tuổi của tôi, họ đang sống như thế nào, họ đang nghĩ gì, mục tiêu và ước mơ của họ là gì. Điều tôi có thể làm vào lúc này và giúp ích được cho họ là âm nhạc, một bài hát có thể động viên và an ủi họ trong lúc khó khăn.